Theo hãng tin Reuters, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC thông tin cơn bão với sức gió duy trì lên tới 193 km/h đã đổ bộ vào đất liền ở khu vực Maclia, bang Guerrero, Tây Nam Mexico vào khoảng 21 giờ 15 phút tối ngày 23 tháng 9, theo giờ địa phương. Mặc dù di chuyển chậm nhưng bão John đã mạnh lên nhanh chóng trong ngày. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador của Mexico đã kêu gọi người dân ven biển tìm nơi cao hơn để trú ẩn khi cơ quan thảm họa hàng đầu nước này phát cảnh báo đỏ ở một số khu vực của Guerrero và bang lân cận Oaxaca. Đừng quên rằng mạng sống là thứ quan trọng nhất. Vật chất có thể thay thế được, nhà lãnh đạo Mexico nhắc nhở người dân trong bài đăng trên mạng xã hội. Ủy ban nguồn nước quốc gia của Mexico, CONAGUA, dự báo cơn bão có thể mang đến lượng mưa khác thường tại một số khu vực của bang Guerrero và Oaxaca, vượt quá 250mm. Tại trung tâm du lịch Puerto Escondido, bang Oaxaca, người dân đã vội vã kéo thuyền vào và cất ghế trên bãi biển vào hôm 23 tháng 9. Chúng tôi rất lo ngại, chủ nhà hàng Paula Sanchez chia sẻ, đồng thời đánh giá những cơn bão trong khu vực đã trở nên mạnh hơn trong những năm gần đây. Các quan chức giáo dục Mexico đã ra lệnh đóng cửa trường học ở một số khu vực của bang Oaxaca và Guerrero khi cơn bão đến gần. Công ty điện lực nhà nước CFE cho biết họ đưa đoàn xe công nhân đến bang Oaxaca trước khi bão John đổ bộ. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do bão John. NHC cảnh báo lượng mưa lớn do bão John có thể gây ra lũ quét cũng như sạt lở đất nghiêm trọng, có khả năng gây thảm họa và đe dọa tính mạng tại các bang Chiapas, Oaxaca và đông nam bang Guerrero cho đến thứ Năm ngày 26 tháng 9.